thích lối sống tham vọng ảo tưởng xa rời thực tế của một số ít người, rồi cuối cùng chuốc lấy thất vọng chua cay. Ta ca ngợi cuộc sống thanh bình hạnh phúc bằng chính mồ hôi của mình. Hãng băng Vafaco xin gửi đến quý vị kịch bản cải lương giả tưởng trào lòng Đại Phát Tài của kịch tác gia Quy Sắc, với sự góp mặt của các nghệ sĩ được mến mộ: Minh Dương, Thanh Kim Huệ, Hoài Thanh, Kiều Hoa, Kiều Mai Lý, Bảo Quốc, Phi Thoàn, Phú Quý, Quốc Hòa và Đức Lợi. Ai, trời ơi, bom bánh xe gì mà sao nó lâu lên quá vậy, không biết đâu. Mệt. 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 Nổ rồi ba ơi. Khỏi mát mày, nghe rồi. Bom bánh xe lạnh như leo cây hay lên cơn xỉu vậy. Con cái cố xác là tự nhiên nó nổ chứ sao. Chủ xe bắt đền cái ruột mới, trưa nay con đâu ăn. Trời ơi, cái thằng này cằn nhằn lại. Cằn nhằn, cằn nhằn, cằn ba. Ba, anh hai đá con hả ba? Đừng xạo mày, mày đuôi anh. Đá tao mày không thấy không, đá mày hồi nào. Ủa đá ba hả? Đá mày mà tao lãnh. Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Cô bác nghĩ coi, thấy tôi có nhiều nhỏi gì sao. Gia tài tôi có hai thằng con trai à, mà nó sằng sặc với nhau tối ngày. Cái thằng mới cho tôi ăn cái đá đó là thằng lớn, nó tên Phát. Còn cái thằng ưa cằn nhằn này á là thằng em, nó tên Tài. Tôi tên Đại. Ba cha con tôi hợp lại thành Đại Phát Tài. Đầu năm mà gặp ba cha con tôi là Phát Tài Lớn. Ba gì? Nói bụng. Nói bụng ráng chịu. Để tao nói chuyện người lớn, mày thấy cái mặt tao nói nè. Ba đôi bụng mà, nói, ráng chịu. Trời đất ơi, tao đá mà lỡ tao trả thù bây giờ. Ba nè, gì? Ba có cuốn sách ướt mà sao ba không chịu ướt vào đó ra ba? Cắm, ngậm, ngậm cái miệng lại, ngậm. Trời ơi, ông nội ơi, con dặn ông nội rồi. Tao dặn tụi bay giấu kín, dụ tao có sách ướt mà cứ bô bô cái miệng hoài à. Nói ôm sùm rồi đuổi bà con ta. Thôi lỡ rồi cho bà con biết luôn, không có giấu nữa. Bà con biết không, trước đây gần 200 năm, ông cố nội tôi đã tìm được cuốn sách này. Không biết ở đâu mà ông có bản đồ sách ướt bốn điều được giấu trong ngôi cổ mộ giữa rừng già đầy thú dữ và ma quái. Theo cha tôi kể lại, ông cố tôi tay xuống tay đút vào rừng già trong những đêm trời đen như mực, cương quyết quật cổ mộ để tìm của báo. Thấm mệt, cố tôi ngồi trên gò mối nghỉ. Bỗng gió ào ào nổi dậy, gò mối chuyển động như núi lửa sắp khẹt. Gò mối là mãng xà tinh tức giấc chuyển mình, con vật quay đầu lên toan nuốt sống người cởi. Con vật giận dữ quất mạnh đuôi làm cây to quanh đi tróc gốc. Ông bị té lăn vào hố gốc cổ thụ vừa mới ngã. Con thú chậm rãi bò đi, bò đi. Chưa hết kinh hoàng, ông choa mắt vì ánh sáng đủ màu, đủ sắc từ dưới đất bừng bừng giọt lên. Ông tôi nhẹ gối bò đến nơi phát ra ánh sáng. À, ngôi cổ mộ đây rồi. Ánh sáng huyền diệu kia do sách ướt trong mộ phát ra khỏi mặt đất soi sáng bầy tiên nữ đang vui đùa múa hát. Ông thích chi bật cười thành tiếng. Bầy tiên nữ nhìn về phía có tiếng cười. Wow, không phải bầy tiên nữ mà là một bầy quỷ mặt mày hung ác dữ mộ. Tên chú quỷ dữ dằn nhất trong bọn đến chỗ ông nấp. Chuyện con quỷ giữ mộ đấu trí với ông tôi, nếu bại thì ông tôi sẽ thành đá như những hòn đá lổn ngổn kia, thắng thì mang sách về để ước. Chuyện đó xin hẹn với cô bác có dịp nào sẽ kể lại tỉ mỉ. Bây giờ vắn tắt là ông cố tôi thắng lũ quỷ và lấy được sách ước bốn điều. Trời ơi, ba có sách ước trong tay mà ba không chịu ước. Để nghèo sơ, nghèo sát, nghèo rác da đầu, nghèo sâu da trán, nghèo láng da lính, lính. Nó hồi nó bậy nữa. Tao thấy cái mặt mày là tao biết muốn nói bậy rồi. Đó, đừng có thèm nói nữa. Không ai muốn, tự nhiên mấy người quảng cáo cái nghèo của tôi à. Bà, nhưng mà tại sao ba không chịu ước? Ước không linh là tự nhiên tao không thèm ước. Không linh thì ba đốt sách đi để làm gì? Đừng nói bậy. Ước không linh là tại tụi bay á. Tất cả những người trong gia đình phải chung ước vọng thì tự nhiên sách nó mới linh. Ông sơ bay, ông cô bay, ông nội bay, rồi bây giờ tới tao. Gia đình ít có khi tuần tháo. Đồng một giá cùng nhau, vợ và con ước vọng. Đéo mẹ nhau bực mình sắc nước.
không thèm linh, tự nhiên cái mèo bình lâu. Bà ước kỳ quá, làm sao con ước giống ba được? Sao kỳ mày? À, ba để dành một mình ba ước, để ba rinh bà phở về đấy ba. Cưng con nào dám ước như ba? Chết cha, mày ước giống tao là mày chết cha. Tao xí bà phở đã lâu, mày ước vậy là có đổ máu. Tao với mày hết có nghĩa cha con. Bà phở là của tao, biết chưa? Ba, ba riêng con chỉ mơ mộng rồi ba. Sao? Con được làm hiệp sĩ lang thang. Nó cũng ước đặt kìa nữa. Ba, giống như trong phim trưởng đó ba. Của Hồng Kông quái kiệt kỳ hồ. Ôi, trưởng Hồng Kông vừa giỡn vừa xúi dục côn đồ. Mày nhiễm nó hả sẽ có ngày đánh lộn ì xèo rồi vô khám kỹ lưng. Cái gì? Anh nói giỡn mà giỡn chỗ nào? Chỗ nào? Hỏi mày nè, một thằng làm sao mà đánh ngã mấy trăm thằng? Ai tin được điều này? Đâu mày nói tao nghe coi. Nhà có ba người, ba ý kiến khác nhau. Sách ước làm sao linh được mà tụi bay biểu tao ước. Thôi, dẹp chỗ đó đi. Giờ lo sửa xe kiếm cơm ăn nè, chắc ăn được ước. Tụi bay làm ăn bê bối quá, khách nào đem xe hư đến bay sửa. Giá một lỗ, bay chích cho lũng thêm năm lỗ. Đời chạm giảng tối công một, bay tính 10. Giờ ba nói hết chưa? Chứ vậy? Người ta biểu rã xe, bay chê món này, chê món nọ. Người ta thay đặng mà tụi bay đập đổ người ta. Ai biểu ba, ba dạy vậy chi? Nó bây giờ ba này. Ba dạy bây giờ ba này hả? Mình nín nín, không nói đâu mày. Lo trà cái ruột xe đó giá cho mày. Tao sai mày đó bác. Dạ. Ba. Gì? Bà coi bác kìa. Trời, người đẹp đi tới. Ôi, tay cầm ruột xe đạp tay trà. Còn hai con mắt tỉ tê tuốt đằng xa cả. Ủa, ba. Cô đầm đi chợ về. Ừ. Trời, ba coi cái bộ đi của bà kìa. Trời ơi, ẻo quá, ẻo lại. Thằng vô duyên quá. Tự nhiên chỉ kia tao mỏi mắt quá. Mày biết làm sao mà đi kiểu đó không? Học mang guốc cao gót đó. Ẹo đi con, bảo đảm với mày vài bước nữa là đôi guốc lật ngang, tự nhiên cô tay cõng rộng cho coi. Đầm đầm coi chừng, đầm coi chừng đầm. Rồi, thấy chưa? Thấy không mày, lật ngang chuối nhủi, tao nói như xăm bà nói mà. Thấy không, thôi được rồi nè, đầm ơi, để tôi lau sạch đôi guốc cho, rồi đầm mang đi vô đi. Thôi, đôi guốc nó cạp chân tôi đau quá à. Đi xà lĩa à. Anh cười tôi phải không? À, đâu có xà lĩa. Tại đầm vừa đi vừa múa, sàn qua sàn lại yếu điệu lắm. Trời đất ơi, chắc tôi chết được chứ cái bộ đi này lắm đó chứ đâu có cười. Thôi, bây giờ tôi tháo ra tôi kẹp lách đi. Đi chân không coi bộ mau chứ gọn hơn à. Con đầm con qua đi chợ về chưa? Nấu nước lèo lặt rau đi. Cứ trời tôi đặt rồi đó. Bà phở về. Nè, hai đứa con yêu quý của ba. Dạ. Làm ơn đi chỗ khác chơi để ba làm ăn hình kiến coi. Anh Phát, đi, để ba tự nhiên với bà phở. Đi. Dạ thưa ba, hai con đi. Dạ. Con có hiếu ghê, dễ thương quá. Bây giờ sao đây? Bây giờ mình đứng kiểu nào cho nó có duyên đặng người đẹp. Ủa, người sồn sồn chú ý đến mình chứ. Đứng kiểu này. Ý, có bộ không được. Kiểu này. Trời ơi, bộ đứng giống một chàng hiêu đang đói quá. Đổi bộ. Thôi không đứng, đứng mỏi mặt xấu lắm. Ngồi có lý hơn. Ờ. Anh Bảy, anh chờ chực ai mà giống như con chó chực xương quá vậy? Ủa, sao giọng nói của anh rung rung vậy? Ủa anh đau hả? Tôi thú thiệt với cô út. Thôi cứ nói thiệt đi. Tôi ghét ai nói giả dối lắm. Không nói dối gì cô. Xin lỗi, nói thiệt cô. Rồi tôi không dám nói dối gì cô. Thôi đồng ý rồi anh Bảy ơi. Anh có nhức đầu, quả giận lên óc không? Không có đâu. Cô ơi, đã từ lâu. Từ lâu là bao lâu? Mà bao lâu là cái gì? Ôi, nói đại ra đi. Có gì đâu mà sợ. Anh Bãi à. Cô, nếu cô Út nói vậy thì tôi xin thú thật. Mạnh lên con, mạnh lên con. Đã từ lâu tôi để ý. Để ý ai? Để ý thầm thương. Nói thầm thương. Thầm thương. Ồ, tôi mới nhớ nè. Mới tức thời đây. Sáng mai này ba của con đầm. Sao Út? Nói thầm thương tôi.
cảnh này thầm thương lãng nhắc, ôi cô đừng có tình. Phải rồi, thằng cha nào nói thương thầm lén là lãng nhắc hết á. Cô Út ơi. Chết cha. Gì vậy cô? Quên rồi. Quên gì? Tôi quên mua củ hành. Anh Vải, anh nào ơn cho mượn chiếc xe đạp ra chợ chút nha anh Vải. Bữa nay cô Út à, với cô Út tôi phải nói hết ra. Ừ thì anh cứ nói thiệt ra hết đi. À, cho mượn cái xe hay là không, nói hết lòng dạ của mình ra đi. Nếu mà lòng dạ anh hiểm á thì tôi đi mượn xe khác. Ừ, không có, đây là xe đây, sạch sẽ, xe sạch sẽ, xe nè. Anh Tài, hả? Anh lau lên xe bẩn cái áo của anh, bụi dơ bẩn hết đường sao? Không có sao đâu, được giúp cho cô phải giặt trăm cái áo bẩn tôi cũng vui lòng nữa. Cảm ơn nha anh Tài. Dạ. Dễ biểu dễ thương quá chừng à, tôi đây nghe. Dễ biểu dễ thương quá chừng. Vậy bà có thương mình không cà? Có thương chứ sao không? Bà thương cái xe đạp của ba cho bà mượn đấy chứ thương gì. Còn bà có thương không? Bà hả? Để con hỏi bà lại coi ba. Nói ngàn tét kìa bác ép đừng nói đâu mày. Ui à! Gì vậy? Ui à! Là nó đột gì vậy? Ai? Vậy mày? Ai để cái đinh cho người ta đạp nhất chết cha luôn nè. Chết gì cũng chết cha. Ờ trù nữa đi con. Trù cho ba chết đặng có heo ăn con. Đây hả? Nhổ cái đinh cho tao coi. Được rồi đưa đây. Ôi da. Trời ơi. Nó nhổ cái đinh dưới bàn chân mà tao tưởng đâu nó nhổ trên cột cầu á. Tài, mày làm gì mày nhìn chân đinh chân trối vậy? Suy nghĩ gì á mày thằng cô hồn? Ba. Gì? Mình làm lốp xe hộ lũng. Thế là họ cũng đem xe tới đây giá đó ba. Làm sao xe hộ lũng được? Dễ quá mà. Cha con của mình à, gãy đinh giữa đường lại qua, cho xe cắn nhầm phải đinh xì, gấp tiền đem đến giá ngay. Thêm năm lỗ xôi tiền công, giá nhân cho sao, trưa nay đủ cơm no lòng. Mày ơi không nên thế đâu, tiêu cha nó uy tín của tao. Ba, ba có uy tín hồi nào đâu mà ba sợ mất sợ tiêu. Nè ba, gói đinh nè ba, bà rải đi ba. Ôi Tài, đi đi mày, đi cho con. Không được đâu ba, mà bắt được họ đánh chết cha con sao ba. Cái thằng này, tao chết mà tụi bay được cái gì, tự nhiên ham tao chết dữ vậy. Thôi, còn đưa mưu kế nữa. Anh Phát, anh đi đi. Ba thực hành đi ba. Tụi bay nhát quá, để tao. Phải rồi đó, ba đi là đúng phải rồi, mà đi đó. Phải, rồi. Phải ông nội tụi bay. Nhưng mà được tao đi, tao già rồi. Da lưng tao dai và cứng, dù có bị đoàn hội đồng ít đau hơn tụi bay. Ba nói con cảm động quá ba. Thầy cô, ba, dạ, ba đi chuyến này kinh kha qua sông dịch thủy. Ba, ba ơi, nước mắt con rơi lọt đọt lọt. Ba, thôi đi liền đi ba, để lâu quá nó nguội ba. Ủa, sao ba đi chưa đầy ba bước, đứng lại. Ủa, sao kỳ vậy ba, trục trặc gì vậy ba? Tài đi với tao mày. Chứ vậy ba? Đủ bị người ta rượt chạy chung với tao cho vui. Ủa cha sao ở nhà đến mình ta bị rượt hả? Đầm, em làm gì đó? Rửa tô. Rửa tô hả? Tôi phụ với Đầm rửa tô nha. Ừ, không lo sửa xe, phụ tôi rửa tô. Ông Bảy không rầy chết đó. À, ba không có rầy đâu. Chẳng những ông rầy mà ba còn biểu. Ba nói vậy nè, mày kiếm chuyện ngồi gần nó nè, rồi nói đại với nó là mày thương nó đi. Nó mà có la lên đó hả, tao ở tù thế cho mày. Nhưng mà tôi đâu có dám, thấy không? Ba tôi xuống mà tôi đâu có dám. Vì tôi không biết cô có thương tôi không nữa. Tôi thương chứ. Thương hả? Ừ. Thương thiệt đó, rồi thương bao lâu rồi? Thương lâu rồi mà không có dám nói. Trời tôi nghiệp không? Con gái mà tôi đẹp trai á, ai nói trước kỳ lấy mồ à. Gì đâu mà kỳ. À mà bà Phở gặp Đầm ở đâu rồi mượn làm công vậy? Chỗ vườn bông trước chợ Sài Gòn đó. Tôi tính đi kiếm chỗ ở đợ mà đâu có ai muốn mình. Kì anh biết không, có cái anh đó đó, anh bận đồ thiệt là chiếc, anh lại anh mừng quen với tôi. Rồi sao? Rồi anh biểu tôi lại nhà anh mừng công, 100,000 mỗi tháng tiền bánh cho riêng. À, có nhận việc hay không Đầm nói tôi nghe sao mà có phần sốt ruột. Có người nhận làm mừng quá đi, tôi nhận ngay à. Tôi mới sửa soạn theo bước người kia, bỗng gặp được người làng xóm trên quê á. Tôi kêu bằng chị Út, hồi trước ở Lộc Ninh. Chị Út là bà Phở xuống đây lập nghiệp, quán là chiếc xe ở lề đường. Bà Phở
gặp đầm có nhận ra ngay hay không, rồi gặp nhau lâu ngày nên ngỡ ngàng. Vì Út gặp tôi hả, để nhận ra ngay hả? Út thường về quê đi thăm viếng xóm làng. Khi thấy đầm bị tên kia lường gạt, thái độ bà Phở lúc ấy thế nào? Vì Út la lên cái nói tên này dụ dỗ mày nè, đi chơi bời đó, coi chừng chết nè nghe con. Mà anh biết không, tôi đâu có ham chơi bời. Mình ở đợ mà mình lo làm ăn chứ lo chơi bời gì. Đi rủi chủ nó thấy mình làm biếng làm nhát, cái đuổi mình làm sao. Tôi cũng tính vậy nè ha, tôi tính mình mần lâu lâu rồi á, khi nào rảnh á mình xin chủ đi chơi bời một bữa cho đã, rồi mình về mình mần câu chuyện nữa ha. Cái gì vậy? Tức cười đầm ơi, sao mà đầm nói chuyện thật thà quá. Tôi khôn lắm chứ bộ. Nói chuyện vậy mà khôn. Đầm ơi, bây giờ tôi nói đầm nghe cái chuyện này nghe không? Cái chuyện này quan trọng nha. Cái chuyện này dữ dội lắm mà nghe. Cái chuyện này dữ dội lắm rồi nghe. Nói đại đi. Cái chuyện này vô cùng cực kỳ ấm cúng rồi nghe. Nói làm tôi sợ quá à, nói nghe, đi. Nghe cho kỹ nghe. Đầm ơi. Hả? Tôi muốn cưới Đầm làm vợ được không? Chịu không? Chịu không? Hỏi cậu tôi á, cậu tôi chịu là cái tôi chịu liền hà. Ủa? Sao không hỏi ba má mà lại hỏi cậu? Đừng có hỏi. Kìa kìa, sao khóc Đầm? Sao vậy? Đừng gì đó mà khóc. Em khóc lắm, khóc theo giờ. Ba má thì chết rồi, tôi mới sanh kìa. Ờ vậy hả? Vậy tội nghiệp cho Đầm quá. Rồi cha mẹ ơi, chết hết rồi ai nuôi Đầm? Cậu tôi nuôi tôi cực khổ không sao kể xiết. Cần sữa mẹ thì mẹ chết, cần sữa hộp thì cậu tôi nghèo khổ không có tiền mua. Đầm ơi, nghe hoàn cảnh của Đầm ai mà không thương xót. Đầm à, rồi cậu nuôi Đầm bằng gì? Sữa mẹ cũng không, sữa hộp rồi cũng không, rồi không có sữa gì hết rồi Đầm. Sao mau lớn vậy? Anh biết không, chắc nước cơm sôi cậu làm, sữa mẹ lót lá rừng trôi cậu làm ra chiêu. Lấy lòng thương của cậu làm hơi thở cho tôi sống đến bây giờ. Cậu hiền từ, còn tình mẹ tình cha thì tôi không biết, chỉ biết tình thương cậu mà thôi. Nghe qua cậu thương cháu như mẹ thương con, trong lúc gia đình lâm cảnh mọi bề thiếu thốn, nghèo thế còn hơn giàu mà ghét bỏ những kẻ thân yêu như cháu con mình. Thôi anh ơi, chuyện của mình nói, đừng có nói chuyện người khác. Cậu tôi dạy vậy đó. Tại vì chỉ nghe Đầm nhắc cậu mà không nhắc đến mợ. Đâu có mợ mà nhắc. Cậu nghèo xác nghèo sơ, tiền lo dùm nuôi thân cháu. Thì kể như tôi trả ơn cho cậu.
trong tôi thương đầm từ lâu nhưng môi không dám hở. Bây giờ mới trút hết nỗi lòng cho đầm biết lòng tôi. Chỉ có kẻ nghèo mới biết nặng nghĩa nặng tình. Tôi thương đầm, thương cả cậu con người quý bao. Tôi sửa xe còn đầm thì bán phở. Một cặp vợ chồng son dưới mái tranh nghèo. À, tôi tính vậy nha. Mừng đám cưới xong đó, cái hai đứa mình về Lộc Ninh mình ở luôn. Anh biết không, mùa lúa rồi tất nặng. Cậu tôi thiếu gạo mới chịu cho tôi xuống đây kiếm việc làm tạm đó. Vậy ha. Thôi bây giờ nè, rửa tô đi để bà chủ về bà la chết. Anh bưng cái thùng nước đó lại đây giùm tôi đi. Làm liền. Này thùng nước đây. Trời ơi. Hả? Bưng cái thùng nước mèo ra chi đây. Tôi biểu anh bưng cái thùng nước lạnh kìa. Bưng thùng nước lạnh hả? Được, mình sẽ tải đầm nói không rành. Đây, nước lạnh nè. Đổ vô đi. Đổ vô liền. Trời, chết rồi. Chết? Kêu anh đổ nước lạnh vô thau cho tôi rửa chén. Sao anh đi đổ vô thùng nước lèo? Trời ơi, thì vậy thì bưng thùng nước lèo đổ ra, sửa lại mấy hồi. Trời, đất quỷ thần ơi. Gì nữa vậy? Nước lèo sao đổ ra thau rửa chén? Hả? Ông làm sai hết trơn rồi ông ơi. Trời ơi, thôi, cái gì đâu mà cứ kêu trời hoài, sai thì sửa lại mấy hồi. Chết tôi rồi. Chết nữa. Ông sửa kiểu đó là chết tôi thôi à. Sao? Nước rửa chén đổ vô thùng nước lèo. Ông biết đâu bà chủ ra bắt đền anh ráng chịu. Thôi không sao. Đầm đừng có lo. Không có ai biết cái thùng nước lèo mà mình có trộn nước rửa chén vô đó đâu. Người ta hút nước người ta vẫn thấy ngon như thường. Ba, chắc chắn là có xe đạp đến sửa giá đó bà. Thôi để mày, hồi nãy mày ngu quá, không chịu nghe lời. Rải đinh ngang hết mặt đường, chỉ rải một nhưng to. Ở giữa đường tôi là đất bãi cho coi. Họ lách qua lách lại làm sao cán được. Mày làm cha tao cứ cãi lại tao. Xe kia không cán thì có xe này. Ba ư cằn nhằn quá, giống y như là lại cái bê đây. Con bảo đảm với ba nha, nếu không có xe cán nhầm đinh nhọn thì ba cứ cạo đầu cha con đi nói láo con ba. Hay quá ha. Mày không lẽ mày không nội tao hả? Tao lại cái bê đê còn mày ném về bà bóng cát tung. Ba có xe đạp chạy tới ba. Vậy hả? Ngay chỗ tin không? Ngay bo nó nói đó. Tới con đi vậy đó cứ tới đi con. Tới đi xe, lại xe tôi lại xe tới nữa xe. Tự nhiên tới đi xe. Ba chuẩn bị cậy keo giá xe nha ba. Có rồi. Tới xe. Có gì vậy? Xe hả? Bà mở bà mượn xe tao mày ơi. Được rồi, xe mình hả? Làm sao chết cha rồi? Lắc con. Rồi ngay chốc. Trời ơi. Tổ cha nó. Cái quân nào khốn nạn mà rải đinh ra mặt đường cho tôi cát. Trời đất ơi. Mưu mày cao quá. Phải chửi đó. Mày nghe hết đi. Anh Vải. Cát đinh lũng ruột rồi anh Vải ơi. Chịu khó giá lại giùm đi anh Vải. Cái quân chó nào nó rải đinh giữa đường làm cho tôi cát. Tôi mà biết được cái thằng nào chơi cái trò điếu đáng mất dạy nó nha. Nó thiệt danh nó nha. Thôi cô ơi, chửi nó làm chi tội nghiệp. Đấy mày, cười quay à? Cười gì? Vui lắm sao cười? Đem xe vô giá cho mày. Trời ơi, hết xe cán nhè xe này mà cán, trời ơi. Đấy mày, cười quay tính chết cha mày giờ. Lưỡng là được xe cơ bộ, anh Vải nóng được đó ha anh Vải ha. Không có đâu, không phải vậy đâu cô Út ơi. Cô biết làm sao không? Tôi làm như vậy là gì? Tôi đuổi thằng nhỏ nó đi vào trong bộ cô không có biết hay sao? Vậy tôi mời anh vào trong làm một cặp phở bò cho đá miệng. Ý cha, đang đói mà được mời thì có cái gì quay bằng. Con Đầm,
câu phở khô đi, mốt con câu nước lèo cho bác Bảy luôn thưởng thức trước đi ha. Dạ, dạ, mời bác Bảy. Nước lèo đây hả? Dạ. Hành ngò liều biều thơm ngát. Để tao bưng tô tao hút cho nó đã. Ý chà, ủa nước lèo sao có sơ mướp? Ủa nấu nước lèo bằng sơ mướp hả? Dạ. Hả? Sơ mướp bên rửa chén hả? Dạ, không phải đâu anh Bảy ơi. Chứ sao? À, nước lèo nó ngọt là nhờ nấu trái mướp non đó anh Bảy. Nó rã ra cái nó còn cái sơ không á, chứ ai nấu nước lèo bằng sơ mướp hơn. Ôi trời ơi, sao kỳ vậy nè. Vậy ha, để hút nữa, hút nữa. Chà, on dèm, số dách. Trời đất ơi, sao vậy nè Đồng? Sao mày ngu quá vậy? Trời đất ơi, rụt điêu qua đây cho tao. Dạ, dạ. Bác đâu, tài đâu? Dạ. Vậy ba, ăn phở không tốn tiền, bà phở bao. Dạ, con không ăn đâu ba, bữa nay con không ăn đâu. Ủa sao kỳ vậy? Cậu ăn đi chứ, bữa nay tôi mời mà. Dạ, cảm ơn, bữa nay hả? Trời gầm biểu ăn, tôi cũng không ăn nữa. Phở có sơ mướp. Gì? Bác. Chê phở của tôi không ăn, bỏ đi ha. Được, vậy thì tốt. Con qua hả, coi buôn bán nha, tao đi đó. Út. Rồi, phải giận bỏ vô rồi. Tự nhiên là tao cái theo năn nỉ. Anh Tài, anh khác anh chê phở đó. Còn anh Tài có chê không? Dạ, hễ cô qua cho thì không bao giờ tôi dám chối từ đâu. Dạ, cho phở cũng ăn nè. Mà cho tình thì dạ cũng nhận luôn. Anh có thương thiệt không đó? Có, sao cô hỏi vậy? Nếu không thương thiệt thì tôi nào đổ thầm đau cô bao giờ đâu bằng gian thấy cô chung ngồi cùng tên vào có vui cười nhìn lại thân khổ đau sơ sát áo trắng lành. Tại sao qua chỉ ban tình thân mến mà không ban cho tình nồng thân? Hay chỉ trêu cợt đùa vui với một người con trai nghèo nàn chân thật? Hay qua đang phân vân nghĩ ngợi hạnh phúc xây bằng bạc vàng phù phiếm hay bằng chân thật chú tình? Nếu qua chọn người giàu sang vinh hiền, tôi phải đành mang nỗi hận lòng. Nước chảy càng ngày càng tối, dẫu có thương cũng thủng thỉnh mà thương. Nước chảy càng ngày càng tới, ôi câu nói sau mà nó êm tay mát giả mát lòng. Tôi nói thiệt nha, bây giờ phải giá cả trăm rổ ruột xe đó cũng không thấy mệt nữa. Nhưng mà nhớ lại cái sự giao du thân mật của Hoa với gã Tony, tôi mệt như leo dốc cao với chiếc xe trần. Anh Tài, anh đừng có hiểu lầm tôi như vậy. Hoa, tôi nói thiệt mà, tôi thương Hoa nên lòng có nghi ngờ. Hoa đừng thấy gã Tony giàu có thêm quyền uy dân bảy coi với mồi bạc vàng căng nhầm đời điêu ta. Tôi với anh Tony không có chi đâu, anh đừng nghi ngờ chi nhiều đêm nghĩ suy cặn kẽ. Nếu được thương anh làm sao có hạnh phúc sao này. Anh giá xe vốn khổ tôi bán phở
sau anh và tôi thành chồng thành vợ, anh không bực mình khi phải đem tiền về đây nuôi tôi. Cốp ơi, bữa nay quán vắng khách, tôi không chịu được cái lấp lửng như vậy mãi. Tôi phải... Ba, qua què vậy đây mà kêu réo ôm sờ mẹ. Cái thằng cha này lãng gian không? Người ta kêu con người ta làm gì gây? Ủa, ba con Ro, dữ hồn á, bữa nay mới ghé quán em à. Bữa nay rảnh, xe đò hư còn sửa, nhờ cô Út qua ghé thăm một chút vậy mà. Bữa nay chà không có Út mặt ra, má ửng hồng hồng, thấy ngứa gàng quá. Nghĩ lòng á, chọc ghẹo người ta hoài à. Uống là ve xuất khẩu nha ba con Qua. À nay ba con Qua uống đi lon nghe không? Tài xế thích đi lon lắm. Dìu chú rồi kêu bác vậy đi. Gì cứ kêu ba con Qua hoài, tự nhiên thấy ghét quá. Tự nhiên như ghen. Ghen đó có sao không? Chơi xả láng không ngang nào. Ê, cái thằng tài xế cảnh này chưa biết nhịn ai nghe. Ba con Qua nhịn bãi đi mà. Xe người ta thì mượn ngày này qua ngày khác. Bây giờ ba con Qua. Ủa, con Út mượn xe gì của người ta vậy? Mượn xe đạp của anh đi chợ đó. Cột ơi, tôi khuyên tôi mượn xe đó làm gì? Xe của tôi cứ việc lấy mà xài. Phải cái lúc có cái màu đỏ đó, đậu đằng đó ai thấy cũng muốn ngon, muốn giọt. Tôi chưa xe ai, nếu Út muốn tự do lấy mà dùng. Em không có biết cởi cốt. Thì ngồi sau anh đèo đi. Cô Út, đừng có ngồi xe đó. Này, cô Út cứ ôm eo ít thiệt chặt để té à. Ê, không có được ôm eo ít à em. Này, ông lấy quyền hành gì mà cấm cô Út ôm eo ít tôi chứ. Mở máy, giọt đi cho mát, mặt một chút đi coi ba con Qua. Cô Út, lên xe đạp nè, ngồi bỏ ba ga, tôi đạp mạnh, tôi đá thiệt là mạnh, thiệt là lẹ, cô Út còn mát mặt hơn đi cúp nữa. Trời ơi, cô Út ơi, cô ngồi xe đạp, mất mặt bầu cua cho mà coi. Sao mất? Xe cúp đỏ của chú mày thuận tiện bằng xe sập lết của tôi không? Xe lại qua dù đông đảo thế nào cũng lắc qua và lắc lại dễ dàng, còn cái cúp thì bị nem cứng ngắc tì một chỗ y như là bị trời trồng. Cái xe đạp lạng qua xe cúp nghe cái dù càng 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 qua khỏi chỗ đông người. Xe cúp đạp máy là máy xe cúp nó kịch máy ngủm của từ xe sập lết nhẹ nhàng tiếp chạy ro ro đỡ xe đạp ro cái lưng ẹo qua ẹo lại giống như là răng liêu điêu. Kêu ngạo hả? Cho cái ly vô đầu mày. Anh Bãi, bể cái ly của tôi đó. Giang chơi không? Chơi đi. Ba con Ba, bể cái chai của em đó. Tôi thường cho chục cái. Ai đây, ông Bãi này nó ổng có mỏ lết to lắm, vô đầu anh một cái bóp hả là tiêu liền. Ê, già Bảy sửa xe nghỉ ngày tái ngộ. Ba con Qua chở giùm em đi chợ có ngọt á. Rồi thấy không, chạy thuốc rồi. Anh Bảy, anh làm ơn cho tôi mượn cái xe đạp đi mua món ngọt anh Bảy. Thôi ngồi xe đạp chi vô cái lưng ẹo giống răng liêu điêu, chạy ngồi cái đuôi xe cúp về cho nó im. Anh này giận dai hết sức vậy đó. Cô ham mê xe cúp đỏ khinh khi tôi phải không? Tôi cho cô hay đi giữ mình, tôi sẽ có xe cúp à. Không cho tôi mượn xe thì tôi đi bộ ra chợ, có gì đâu mà nặng nhẹ, tôi kỳ quá. Anh có biết tình yêu chúng ta bị trục trặc vì lý do kỹ thuật không? Tại ba em dê bà thở mới có chuyện á. Cũng tại ba em ghen thiếu trật tự lưu thông mà. Gì? Qua. Anh Tony. Hứa cho anh ta đồ cái rồi đi mất tiêu à. Bởi vì bữa nay Tony đem lại cho Qua nè. Quần áo nè, dầu thơm nè, phấn nè, son nè, toàn đồ nước ngoài mới gửi về đó nghe. Vậy sao? Thì sao? Nè, em vào trong mặc đồ thử xem vừa không.
màu đen đẹp gì. Không lãng quảng đâu. Qua, đừng có nhận đồ đó. Người ta cho, tội gì tôi không lấy. Không lấy uổng sao. Nè, cô gái thay đồ làm gì mà nhón gót liếc vô trong gạt dách vậy cha. Coi chừng nè, con mắt chật gần lé luôn á. Lé hả? Lé có duyên có sao. Anh Tài. Gì? Anh coi tôi mặc đồ đẹp không? Đẹp. Qua, wow, lên xe cúp, anh chở đi. Nè, tôi không cho chở nha. Anh định chở tôi đi đâu vậy? Em qua nè, tôi đi đến bao tin mừng. Có đoạn hát lớn muốn xin với em đi ngay, tức khắc công ca 1 triệu đồng chẳng mà thôi. Nếu qua chê anh sẽ rồi cho qua đến 2 triệu đồng. Mới học nghề đâu chẳng đến đâu sao, có người gian mương giá cao. Qua, coi chừng đó là 7 họ dân đó nha. Qua mà nghe theo đó hả, chết cuộc đời qua nha. Vậy chứ bây giờ theo ý anh thì sao? Không đi. 2 triệu đồng nhiều quá à. Không đi tiếc quá anh Tài ơi. À không ấy, anh đi với tôi nha. Hả? Đi với em phải không? Được rồi, xe đạp sẵn đây, lên bộ ba ga tôi chở đi. Gì? Làm cái khùng mà cười vậy? Cười gì? Trời thần ơi cù lành, xe chi thấy mà ghê sẵn tiện định. Quê thế nhưng xinh trai tính lớn, nghề quan lại thêm thật thà. Thật thà mà bắt gà. Ê, ai bắt gà nói lại nghe coi bồ. Ở đây có mấy người, bồ dồn lại coi người nào dồn cái tứ giống bắt gà. Lố bịch lắm rồi bồ biết không? Hả? Sao lố bịch là lố bịch sao? Nè, hả? Cô qua cô ăn mặc sang trọng như là một tài tử cải lương. Còn bồ, trời đất ơi, có cái áo quần, trời ơi, tét bét xét. Đó, đi chung với nhau làm trò cười chứ hả? Ê, cho đằng đó biết nghe giá trị con người ta. Không phải do nơi áo quần ăn diện sang á để mà gạt lương à. Không thuộc hạng người có giá trị, hạng người đó mới đang bị cười chê. Tôi mặc đồ đất nhưng tôi giữ sạch, tuân lời người xưa chỉ dạy. Lành cho sạch chắc phải cho tuần. Qua wow, một con người bận như vậy. Trời ơi, tại sao mà em giao du thiệt là một chuyện lạ. Ê, chạm danh dự tôi coi chừng nha. Tôi thưa ra tòa ngồi khám rụt sườn thăm dò hả. Y trang của qua là phải theo quốc bây giờ. Phải ngồi xe cúp mới sức hoặc xe con. Nếu ngồi cái xe đạp cấp ke này đó, thôi vậy thì mặc đồ bán phở cho xong. Tôi làm sao có xe cúp để đi. Ừ, chứ thì có cúp của Tony nè. Cúp của Tony cũng như cúp của Hoa có sao đâu. Leo lên Tony chở Hoa đi ký hợp đồng lấy bạc tiệu về đặt bớt. Thôi được rồi, đi mau đi. Khoan, chờ tôi chút để tôi nói với anh Tài. Qua. Trời ơi, khốn nạn. Tài. Trời ơi, cái xe đạp nó mắc mớ gì mày? Mày ném nó công sương sườn vậy? Anh hai, em không chuyện với anh hai, nếu em có xe cút thì không đến nổi vậy đâu anh hai. Thôi đi mẹ ơi, để tao đỡ nó vậy. Rồi o bế an ủi nó, tội nghiệp. Xe đạp nó có làm tình làm tội gì đâu, chứ không rồi bị đòn quán gì. Cô Đầm, đi đâu đó? Dạ, em đi mua gấp. Được à, sẵn xe đạp, anh chở tôi đi mua bóp ngò gấp đi. Bà chủ có sai đó. À vậy hả? Rồi, leo lên, ôm eo ớt nha. Ôm chắc nha. Ngồi ớt bà hay là cúp mới ôm eo ớt chứ. Ngồi xe đạp, ai thèm ôm. Không có ớt bà thì ngồi đỡ con chàng hiu này đi. À, ngồi cho thiệt vững nha. Đó, bắt đầu đạp bà nha. Hả? À, cái gì nổ vậy? Tổ mẹ, mươi da đây, nổ nữa. Đầm, em đợi anh chút xíu nha. À, đợi em chút xíu anh giá lại, cái anh chở em đi liền nha. Trời ơi, lẹ lẹ đi, trễ bà chủ ở đây chết đó. À, em Đầm, tính đi đâu mà mặt mày nhăn nhăn nhó nhó vậy? Em đi mua bó ngò gấp đi nè. Mua bó ngò? Thì vậy thì leo lên xe cúp anh chở đi. Ủa, con qua đâu? Qua chờ ký hợp đồng. Chút nữa ngồi xe du lịch với ông chủ đưa về đây. Ủa
gì anh chở tôi đi mua rồi. Khoan đã, đàm em, anh giá gần xong rồi, chờ chút xíu nữa. Trời ơi, chờ anh trễ quá. Gần xong chút xíu nữa mà. Trễ quá bà chủ, cạo đầu em á. Leo lên đàm, leo lên. Ôi hết nha, ôi hết nha. Đâm rồi mà, đâm. Cái đầu căng cho, cái đầu cho căng, hai đứa tụi bay. Tổ mẹ nó sẽ đạp. Xe đạp nè, nổ bánh bè nè, nổ bánh bè. Giá rồi, thôi nổ nè. Quăng cái xe không xíu trúng cái chân tao xuyên que rồi. Tự nhiên là nhảy lên xe, dậm hư cái xe hả mày? Bà, con tức lắm bà. Gì nữa đó? Con cần có chiếc cúp thật ngon. Gì? Để cho con lửa hận. Hận gì mày? Mối hận không bao giờ rửa được. Bởi không có cúp nên con bị đánh rơi. Y chang. Tao đây thì cũng như tụi bay. Tao hận thằng cảnh sát phương. Ý có chiếc cúp nổ lửa qua tao. Cũng như ba này, cũng như anh hai này. Con vừa tức và con vừa xót xa. Thua cái thằng điểu cán Tony đó bà. Nó chỉ có chiếc cúp mà thôi. Con biết thế nào cũng phải có cúp để chơi với nhóm bà phở tới nơi đó bà. Vậy là ba cha con mình đồng ước muốn như nhau. Xích ước được linh rồi đó. Ba còn gì nữa mà ba không chịu ước ba? Tao phải ước rồi, phải mong. Bây giờ vậy nghe không? Tao dở sách ra, quỳ xuống hết. Để tay lên sách, đó, đọc thần chú. Ủa mà tụi bay thuộc câu thần chú ghi bị sách chưa? Thuộc rồi. Vậy ha, đọc lớn lên cho tao. Ba nói ăn gì? Ăn rệp hả? Ba với anh Tài ăn đi. Rệp hôi lắm, con không ăn đâu. Trời đất ơi, anh ăn đi. Anh này chậm tiêu quá. Không nghe thùng mình ba ăn đi. Này, ba ăn đi. Này. Thôi anh ơi, anh hai anh chậm tiêu quá. Ba nói ăn rệp có nghĩa là ba người phải đọc cho ăn rệp, hiểu chưa? Cũng làm đanh nữa. Mày cũng ngu không thua thằng anh mày đâu. Tiếng Việt nói cũng không rành. Mày phải nói như vậy nè, anh mày nó mới hiểu. Em à, đọc vậy, anh đọc vậy, ba cũng đọc vậy, ba người phải ăn rệp. Thấy không? Hiểu chưa? Ngốc tử. Bây giờ tao đếm 1 2 3 xúm nhau ăn rệp. Dạ vậy ha. Bắt đầu nha. 1 2 3. Việt Nam đô chia bốn cắt chi. Con lòng tô hộ và đá đồ. Chết nó xa chi ngẫu lạc xin một cắt chi. Mẹ bà mở hết đường kinh kỳ. Đẹp quá. Máy nổ khói tư tùng, khác gì thần mã phong tràn. Nhân dưới người cho có kinh, cha con thằng đại phát tài nghe không? Có biết không? Có cúp rồi, đã quá. Xe của tôi không có thua xe thằng Tony đâu à. Anh Tài sắm xe hồi nào vậy? Chở em đi một vòng đi anh Tài. Còn khuya, xin lỗi à. Cúp 81-70 đời góc bu à. Ra sao lộ cái lút kim luôn à. Không thể chở một cái con người mà ham ngồi cái cúp kiểu mà ông la đa bà lát đát. Một cái thằng lưu manh ba đá đó được. Anh Tài, về chiếc cúp xỉn hồi nào vậy? Cúp nên xe cúp mới tôi chở đi, bảo đảm êm hơn xe của thằng cha tài xế cảnh nhiều. Ba gì?
bây giờ ba đừng quên rằng tiết của ta bữa nay cúc con đã tuyệt vời. Đúng đúng, ba chứ đừng nói gì nếu những ai cùng ăn nghèo sơ. Mày nói đúng. Này phở, tôi thuộc hạng có cúc không thể nói chuyện với hàng phở bò nạm tái. Ba gì anh ơi, nên hết tôi chơi đi kim rượu sen của mẹ ta ép cho nó té trời cho biết ngoài của mình thuộc hạng kinh. Đẩy xe vô sát lên. Đàm, Đàm ơi, anh mới mua xe con nè, 35 cây đó. Ý, Đàm ơi, trời ơi, xe con đẹp hết sảy ha. Lên xe tôi chở đi quanh phố cho mát trời, cô Đàm ngồi bên tôi mà phở ở cốt phía sau, nơi đặc biệt để bà ngồi mà hình mũi với người ta. Trời ơi, trời ơi, tôi chết rồi, tôi chết rồi, tôi chắc cái con bỏ thầy, tôi nhục cái làm sao đây, con cống lưỡi cho nó đỏ bà. Chữ làm càng, chữ vội vàng, cho tao dứt giác một lần. Út ơi út, xin phiền út lên cốt đi, đưa chở út đi nghe. Ngồi cốt đâu bằng ngồi xe hơi. Đúng vậy, trời ơi, ngồi cốt làm sao bằng xe hơi được, trời ơi. Mà tránh nắng tránh gió, ta có máy lạnh, ta có dầu thơm, ta có cái xét nghe đó. mời hết lên xe. Hai con, sao ba, đáp máy ruột theo ấy. Dạ ba, lên xe, leo lên. Để tôi nghèo cha con, cha già bảy. Ê, rượt theo đi, rượt đi, theo kịp ta cho ăn theo quay. Trời ơi, nó khách bình kìa. Anh hai, lúc kim, cho ăn thú lũ. Đó, bắt đầu con đèn. Trúng ngay cái cột đèn, chết rồi. Hay quá, thằng Phát lái xe giỏi quá. Đầu năm tặng cho tao cái đầu gàn thịt băng trắng giống y như khúc thịt heo đông lạnh. Tại bà suối con mở hết ga xăng, con không làm chủ được tốc lực cho nên mới hung vô cột đèn đường. Cái tay của con nó si cà que rồi đây nè. Con gái không hung cột đèn cho nó bẻ loại tay, ráng chịu tóc gì. Còn tôi nè, khi không tôi bị hưởng hoa hồng 20% lãng nhất, bị loại cái chân. Cúp không có quay gì hết, bị tai nạn còn bị công an lên lớp mắc cỡ quá. Bởi vì ông công an có quyền hành hơn ông có xe cúp. À, ba, anh ơi, gì, vậy gì? Thì mình ước thành công an đi. Ôi mày ơi, ông công an đâu có quyền hành bằng ông thủ trưởng. À, vậy thì mình ước thành ông thủ trưởng. Đi mà không phải, ông thủ trưởng cũng đâu có quyền hành bằng ông vua. Đúng rồi, làm vua. Vua, à đúng, làm vua. Làm vua là quay nhất đời không còn ai hơn. Đã quy quyền lại còn giàu sang, không ai thiết đáp trời con. Ngồi trên mà cao chót vót, giết ai tùy theo ý mình. Tan tình tan. Tao mừng vua, phong cho thằng Phát làm yểu tử. Không phải thái tử chứ không phải yểu tử. Yểu tử là ngụm cũ từ hồi lúc còn nhỏ dại. Con thằng này, bây giờ bằng cái gì tử? Ôn hoàng dịch tử được không bà? Trời ơi, mình thu ngắn lại còn hai tiếng hoàng tử thôi. Mừng vua tự nhiên phải có bản hiệu. Không biết tao phải lấy cái bản hiệu gì đây nữa. À, bản hiệu này hay nè. Gì? Mỏ lết hoàng đế là hợp với nghề của bà. Ba, con biết rồi. Ba ư, tự nhiên. Nên tự xưng là tự nhiên hoàng đế được không? Tự nhiên hoàng đế. Tao quái cái này. Tự nhiên hoàng đế. Tao chịu cái bản hiệu này nha. Bây giờ để tay lên sách hết rồi. Để lên. Đó. Ba đừng quên nha. Ước lần thứ nhì rồi đó ba. Có ba trận bốn vụ cũng còn ước được hai lần nữa. Sửa soạn miệng ăn rệp. Cậu đi đâu lòng vòng vậy? À, đi mua bánh thuốc rê. Ở dưới này xe cậu có dập nhiều, nhưng tao lúc nào cũng không có vui được như ở Lộc Ninh. Thành ra tao buồn quá hút thuốc rê cho nó đỡ. À, mà bà chủ con đâu rồi? Dạ, bà đi lo việc nhà vài bữa mới về. Ôi cha, nằm nay hụt lúa ăn. Để con xuống dưới này làm một mình kiếm việc làm để sống qua ngày. Lòng cậu không yên chút nào hết. Sắp đến mùa mưa rồi, cậu xuống đây trước là thăm con.
sao kêu con trở về Lộc Ninh để phụ tay với cầu, lo đồng án ruộng đường, lo phát rẫy đốt dồi, tỉa lúa hoặc đồng điều tiêu, con xuống đây cầu vô cùng lo sợ, con thì lấy bái quê mùa, mới vừa trổ mã dị duyên, là mồi béo của bọn trai, khôn ngoan nơi thành thị, nó ngọt lời con dễ buông tay. Con không quá ngu khờ để bị gạt lừa đâu, luôn luôn nhớ lời câu dặn, nhớ muốn có thương ai thì phải hỏi cưới đàng hoàng, trả ơn cậu mình thương con. À, em Đầm, Đầm yêu quý của anh, quà biếu đây nè, quà đặc biệt đó nha. Ủa, ai bị Đầm? Cậu của tôi đó. À thế hả, cậu của Đầm đó hả? Dạ hân hạnh chào cậu buổi sáng à. Buổi chiều khỏi chào phải không? Cậu à, ở đây bắt tay nhau là chào nhau đó cậu. Tao biết bắt về chứ không biết bắt tài. Dê mập mập cái miệng lem lem cỡ này đó nghe không? Tao thích bắt cột đầu, tao ngứt lại không cho nó ăn xô đũa. Cậu vui tánh quá. Dạ thưa cậu, chẳng hay cậu xuống đây rồi cậu định nghỉ ở đâu vậy? Hay là như thế này nè, cậu lại nhà của Tony nghỉ đi. Ở đằng ấy thì tiện nghi sức là đầy đủ, dư phòng, dư chuồng, ủa, dư buồn. Đầm à, cái chòi của ai mà lụp sụp bên kia đường vậy Đầm? Dạ, của ông Bảy sửa xe đạp. Không biết ba cha con ổng bỏ đi đâu cả năm nay, bỏ nhà, bỏ luôn cả đồ nghề, bà chủ của con phải cất giùm đó. Tao không nghĩ trong cái buồng cái phòng đầy đủ mu mô. Dạ thưa cậu, dạ cậu nói sai rồi, dạ cái phòng đầy đủ tiện nghi. Tôi nói đầy đủ mu mô, thầy nghe chưa thầy? Đâm à, nếu cái nhà kia chưa có ai ở thì cậu vào ở đỡ, mượn đồ nghề của người ta, giá lốp xe kiếm cơm qua ngày, chừng nào chủ về trả lại người ta, rồi về quê mình cài cây kim cung. Con biết cậu nghèo nhưng không chịu cày nhờ bất cứ một ai, con sẽ mượn đồ nghề cậu tạm làm cho gặp chủ xin thôi, ban đêm cậu quay về nghỉ tạm nhà bà chủ huynh lâu. Ở lậu đó, ban đêm công an xét giấy tờ hốt về phường cho mũi cắn sưng. Tao không sợ công an hốt, nghe chưa mày? Nghe chưa? Chứ cậu sợ gì? Ngủ nhà bà, tao sợ chồng bà hốt tao. Bà đâu có chồng. Bà không chồng thì bà hốt tao. Bà chủ bà hốt cậu ơi. Bà hốt tao quăng ra sao hè cho mũi cắn nhức nhối hơn mũi ở phường. Cậu nói cái giọng đầm hồng không? Thôi, cậu đi với con vô nhà bà chủ lấy đồ nghề cho cậu làm liền đi. Anh Tony à, anh coi chừng giùm quán một chút, để tôi kêu con qua ra nghe. Tony, chị Đầm kêu tôi ra đây coi quán, anh đi được rồi đó. Qua, Qua không hiểu lòng Tony đối với Qua hay sao? Lo lắng cho Qua quá mà. Cái gì? Ông nói làm sao? Ông lo lắng cho tôi hay là gần gã tôi? Nào là Rubio nè, cách sức hình màu, nào là đào cải lương ca sĩ, cái gì không thấy, chỉ thấy ông đòi tôi phải giao thân thể cho ông. Còn cái vụ đóng phim nhắc tới còn ghê, bắt người ta cởi đồ coi ngực coi eo, đi tới đi lui cho lũ các người ngó gần lọt thùng con mắt các người ra. Dồn ngó vậy rồi bộ mập béo lắm hay sao? Bộ Qua không nghe người ta nói sao? Người ta nói hãy tốt khoe xấu che, của Qua tốt đẹp quá không chịu khoe cho mọi người dồn cho đã mắt. Nhìn như vậy đó là một cái nhìn nghệ thuật chứ bộ. Nếu mà anh cố ghi gạt gẫm em đó, cho xe hủ lô cán dịp lét anh như tờ giấy nhiệt tình đi. Gì đây? Bộ muốn lường gạt con gái tôi sao? Làm gì mà thề thốt dữ vậy?
hey, rủi gặp giờ linh dám dẹp lép như là tấm gián ép làm sao? Bố già, dù ngoại quốc này còn xin biếu bố già mặt đen hả? Đúng, chánh hiệu mặt đen cổ lùn chai đen một chỉ đó bố. Đừng lấy mà rượu thừa đó. Sao em lại cản? Bố à, thuốc ngon nửa điếu, rượu ngon nửa chai đó bố. Đúng, nhỏ mà điêu, bắt tay ra chơi. Bố ơi, sẵn xe du lịch của Tony đậu kìa, à, mời bố già lên xe. Tony rồ máy chạy một vòng cho phát mặt trời bố. Đừng có văn bẫy ra nữa, ở đây thừa hiểu cái bộ mặt lưu manh ba đá của ông lắm rồi. Ê, nhớ kể em, tôi là dân đứng bến xe nghe không? Gạt con tôi là có chuyện lớn à. Dạ nào đâu con dám như vậy. Bảo đảm với bố là tôi đi yêu hoa thật tình, hết sức là thật tình. Không tin con thề cho bố xuống xe. Trời ơi con nói thật, nhưng mà bố đồng ý, được bố chấp thuận rồi, đám cưới tốn kém bao nhiêu, to lớn cỡ nào, tôi đi này vẫn sẵn sàng chấp nhận. Điệu luôn. Vậy thì tôi gả con qua ngay, nó không dám cãi lời tôi. Nó lôi tôi là tôi giết nó liền. Cảm ơn bố. Để chứng minh rằng tôi giữ lời hứa, đây là coi con tặng cao hãy cầm lấy. Hồi cao giữ người tham lam, nhận quà là ngu không. Chuyện người ta mắc mơ chi mà chi vô. Nếu miệng quá không xí vô cũng được. Mưa sao gãy? Cái gói đựng gì không biết, em tặng cho cả trăm cô. Biết mồi câu cá chốt không ai thèm nhận. Người nào nhận người đó là cá chốt đốt mồi. Vậy là nói tôi cá chốt đốt mồi hôi thú với gì? Còn cái đó là chú mày nói à nghe. Ê, và cả trên. Dân đứng bên xe chưa biết ngang mà nào nghe không? Trời bố, trời bố, trời bố, trời già cà chớn rồi vô mặt thấy ghét quá bố. À, nói vậy thì các người muốn đánh tôi rồi chứ gì? Mày muốn đánh mộng đục. Được thôi, chơi chưa? Trời. Ừ, chơi chưa? Trời. Chắc mày đưa bao. Hai đứa nhảy vô liền, hai đứa nhảy vô liền. Vô bố. Trời ơi, sao bố còn chờ bố vô đi, có gì con gỡ bánh mì cho bố. Vô. Còn thẻ thầy hai nhào vô cứ đi. Thì con hả? Hai đứa vô một lượt đi. Thầy giữ. Nhưng mà giờ con tính vậy thôi, bây giờ bố già bố có kinh nghiệm hơn con. Con đứng ở ngoài con nhường cho bố đi trước, có gì con lo cho bố. Tao nắm đầu thằng đóng số trước. À, nắm đâu nè. À, đâu. Trời, bố ra đi. Mày. Trời, nó mày. Trời, nó mày. Ôi, trời. Không được mày, tao phải lấy chân quyển của mày. Chào khoan bố lấy quyển sao con chạy. Để cho mày hết đi phá làng phá sớm luôn. Thôi, tha cho nó đi, tôi can đó. Đâu, nó chạy rồi. À, nhưng mà nó bỏ cái xe du lịch của nó kìa, đốt xe nó luôn. Ý, đâu có được, nó mượn xe của người ta để mà lè gái đó. Đốt xe người ta là ở tù, bây giờ giữa tôi và ông anh kể như quê. Quan hết trọi đó hả? Bà con tự nhiên ngồi bay. Dạ tao phụ vương. Gì hả? Dạ con có coi phim Hồng Kông con biết. Biết sao? Vua phải nói cho có phong cách đàng hoàng. Thực sự không thể nói bà con tự nhiên ngồi. Ừ. Bà phải nói chứ khanh an tỏa. Ai đánh chạy dữ vậy? Dạ, có đại số chim giáo nghị đại thần từ biên hải về chầu. Chầu vô đi, tự nhiên vô. Dạ, thần hạ là đại số chim nghị quan. Chúc tăng thượng tới tăng giảng giảng tới. Mời khanh an tọa. Hả? Gì là gì? Mời khanh an tọa. Thôi ngồi đó, đại ngồi đó mày ơi. Không được, vua mình không nói gì được. An mời tọa. Khanh an... An tọa, tọa, tọa. Tọa. Đúng rồi. Giảng tạ ơn tăng thượng. Giám nghị ơi, giám nghị ôm cái cây gì vuông vuông, đầu lớn, đầu nhỏ, sơn phết đủ màu, con ngộ quá vậy. Dạ muốn tu, đây là bạch binh giảng. Bạch đinh giảng, ai cho ông cây bạch đinh giảng vậy? Lượm hả? Cây giảng này do dân đắng cao cho hỏa thần. Trước đã hôn quân, sau đã loạn thần. Nếu vua hiếp dân, quan làm dân khổ. Vì thế giảng này được gọi là bạch đinh giảng đó tâu à, bệ hạ. Chẳng có hỏi quan giám nghị. Nạp ấn nạp ấn gì
Mày tao giận mày nạp ấn gì? Không có, mình lấy cái cục đó mình đập chút đập đập. Ủa vậy là nạp ấn hả? Nạp ấn. Đó vậy giận đó. Vậy cho hôn quân đâu đây? Mà ông đòi đã thì cho đại thần ổn hào cùng cảnh đánh cho tụi bay. Dạ tâu bệ hạ, nếu bệ hạ và quân thần cứ mãi à lo rượu và cây bỏ cả đều đi, dù đánh dây đám mơ cũng mà phi hốt của dân xây nhà tình hình mặt trận con. Phụ vương à, sao con? Thôi đi con. Thôi mày nói
Mấy đêm mình khóc hoài tao mệt quá mẹ ơi. Nữa nói con quăng cái đó có dư tâm hiệp, vừa đánh vừa đêm lũ đó rơi gầm cung gió chạy dài còn sao nữa. Nhanh như bay con cưỡi ngựa rượt theo giả bị rượt là quá nó bèn tung bự bối. Bự bối của nó ra làm sao mày nói tao nghe coi. Hình thù kỳ lắm phụ vương ơi. Kỳ là sao thì nói lắm nha. Dạ y như là ông tre bằng đường bay quá ba gan bóng như sơn mài sườn ông vô tròn như là nắm tay nhìn kỳ lưỡng hơn giống như con dù con cam đành bỏ thân quy hàng giặc tiên nâu. Nó sử dụng bủ bố như thế nào vậy con? Phụ vương ơi, nó niệm thần chú, nó quăng ngón tre lên. Trời đất quỷ thần ơi, tiếng hú nghe em tai dễ sợ. Rồi nó rớt ngay miệng làm con ngọt thở. Cây con hít mạnh một hơi khói xa mù tỏa ra thơm ngát cả khung ngà trời. Ai biểu mày hửi? Con ngẩn ngơ hồn phách tứ chi như rụng như ngà rời. Con ngáp dài rồi hồn phi phách tán. Ôi khi con tỉnh lại thì con mới biết là con thua. Trời đất ơi, nhỏ tới lớn ta mới nghe thua mà không biết mình thua. Nếu mà phụ vương biểu con thua, con sẵn sàng thua nữa. Trời ơi trời. Phụ vương ơi, một cuộc chiến bạn em đềm như áo mình đi gió về mây nhẹ nhõm cả linh hồn. Dạ tấu bệ hạ, theo luật tiêu hà để lại rào kẻ bại trận làm nhục chi ma quân rào thì phải bị xử chém để làm gương cho kẻ khác. Không có được đâu, nó là con của trẫm tôi mà. Nhưng quân pháp bất dị thân, nếu bệ hạ nặng tình con không thi hành quân pháp giao thì đây bạch linh giảng này quyết không dung tha cho bạo chúa. Dạ gì mà dạ hoài nói giặc ba sĩ ấy do lưu linh làm sông sôi hợp với giặc cờ văn bạc giật của người qua lại phá sớm phá làng làm cho ba tánh không được bình an nên tôi vào phi bao lui. Dạ. Hay cho lão lưu linh giỏi cho tên cờ với bạc. Có ai kêu quân ra bắt hai cái giặc ấy về để cho trẫm trị tội không? Có môn tao có thái tử tự phát sinh được xuất quân đại phá những kẻ làm rối bình an xã tắc bắc nạp trước triều nghi ngon chưa thị quy dòng họ tự nhiên hoàng đế xin cho em của con khỏi bị bêu. Bạch Đinh chấm ba đi không còn quyền hạn, con xin lòng dám nghị kiện, ông sẽ quyết định dùm cho. Lão chỉ có quyền gấp lý, nhưng anh quyết thì cũng đi do đi ở thiền đi ngàn. Xin thái tử dẹp đoạn là nghề điều tốt bệ hạ nên cho. Nhưng gương hoàng tử sờ sờ cần gì xem đó mà giữ thân. Anh quân liền ta coi nè. Dạ. Dạ. Này hỡi quân càng. Dạ. Thổi mạnh lên. Thổi thiệt lớn cho bể lỗ tai luôn để cho quân sĩ hăng say chiến đấu. Lớn ghê.
Nghe 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 chọi đều ghê ha. Xuống lên dài lên, quay đằng sau, quẹo, chọi nữa, chọi nữa, bước đều, bước một hai một hai một hai một. Do kia đâu? Bạn ngon chỗ nào đâu? Ý, đúng đắn rồi đó. Đúng nghe rồi. Chưa? Nghe chưa? Đó, đó, đó. Đúng rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5 con rồi. 6 con, 7 con. 8, 9, 10 Bảo đảm với quan giám vị nhiều hơn 1 con. Đi tới đó, đó, đó. Rồi, 100, 200, 300. Chỉ cho 400. Nhất định là giặc nó chết sạch hết trơn hết trời. Bắn được con, bắn. Bắn được. Ủa? Ủa sao im lìm vậy cả? Trời đất ơi, mặt trận mà sao có nhạc đám ma cả. Ủa sao đã vậy kìa? Trời ơi. Anh ơi, đỡ sao khóc. Hiu hiu gió thổi đầu non. Ủa sao kỳ vậy trời? Mấy thằng uống rượu là thôi con nó đi rồi trời. Thấy con uống rượu hay hà lệ rơi. Phụ Dương ơi, rồi Phụ Dương. Trời ơi, sao mà vừa đi vừa la làng vậy trời ơi? Áo sống đâu? Mày đi băng xiêm băng nai vậy thái tử? Hoàng huynh ơi, có thắng được để chuộc tội cho em không hoàng huynh? Thua, thua đậm rồi. Trời ơi, thua tới bán áo sao mày? Bán áo gì đâu, thua bị người ta lột hết rồi. Trời ơi, tao nghe mày bắn lông trời lỡ đất mà tự nhiên thua là nghĩa lý làm sao? Bà biết không? Sao con? Súng nổ như bắp rang. Rồi địch nó chạy dắt dò lên cổ. Thấy như vậy con mới xung phong lên. Con cứ xung phong lên con rượt nà theo. Nào ngờ đâu bị lọt cái dòng dây dắt. Thấy như vậy nó ào ra cùng nhau xây. Vòng quanh xây rồi lại xây. Cứ xây cái xây. Nó xây sao? Làm con phải đến nỗi này cũng bị bèo nhèo như là cái nhau mèo. Lòng ba đã bao nó truyền tay mỗi đứa phải cạn một ly và hát vô vô. Con quýnh quá con cho rượu vô. Cứ vô riết rồi con mới ra nông nỗi này. Thái tử, mày có nhìn mặt thằng chủ sĩ không? Có chứ. Sao? Ba biết nó là ai không? Ai vậy con? Nó là Lưu Linh. Là cái thằng cha ba sĩ. Nó bắt con xây hết chai này sang chai khác. Cho nên con bị ác quỷ ma men nhập vào tạng phủ. Con mất tự chủ nên con phải quy hàng. Quên lời cam kết vừa triều đàn. Phẩm chất cá nhân con dân không màng. Giai rượu kè kè dính mãi trong tay con. Tại sao mày để tấm thân của mày cần trùi áo thái tử mày để rơi rơi đâu? Phổ Dương ơi! Sao con? Mọi sự đột trong con xin tấu trình cắn kẻ rồi với tha tha với Phổ Dương định sao con cũng cam lòng ra khỏi dòng dây tuổi.
tung. Con sâm ngay vào cùng giặc cờ tranh đấu, hồi hộp từng hồi tim sứt sùng rơi. Đỏ đỏ đen đen khi thua khi thắng, bỗng nhiên con nghe như có gì nóng bức dưới bụng dạ con. Vội sờ tay nơi ấy con mới hiểu rằng phụ vương ơi con đã thua trái tôi. Trời ơi, về kiếm thua giặc tội tuy nặng nhưng mà còn chấp chế. Còn hàng giặc chắc voi về giày mã tổ thì tội khó dung tha. Vậy xin bệ hạ đem kẻ hàng giặc này ra nó bắt trường mà xử nạp. Chết cha con rồi con ơi. Trời ơi, kêu quân dẹp giặc tưởng đâu ngon ha. Nhưng giặc dẹp đâu không thấy, đại tùng cả gan cùng Lưu Linh lấy càng chén xây dòng. Tung lĩnh dẹp giặc cờ dân bạc mà lại chơi bạc ham ma cờ. Tội của hoàng huynh làm sao mà tha được, ngươi cầm luật mà phán luật thì tội một đã thành hai. Dạ nhưng mà thưa quan giám nghị ơi, quan giám nghị thương cho hai đứa tụi tôi biết hối cải ăn năn, xin quan giám nghị tha cho tội chết. Dòng họ tự nhiên hoàng đế chúng tôi đã biết, những kẻ không tài thôi thì đừng đổi máu làm vua. Không tài mà làm vua chỉ hại cho bá tánh mà thôi. Không cần truất thuế, cha con tôi tự nguyện xuống ngay nhường cho kẻ có tài lên thay thế. Nghĩ rồi thì đừng thọc gậy vào bánh xe, có bằng lòng không? Bánh xe đang ngon trớn thọc gậy vô gãi gậy, còn bước tay của mình chết lỡ gì mà ham thọc gậy bánh xe. Hay lắm. Vỗ tay đi. Khen các ngươi có tinh thần tự giác cao. Ừ. Thôi xin giả từ tìm chân trắng tay bàn việc tìm người thay thế. Ta xin chào tất cả. Bỏ nghề làm vua làm nghề gì để bay? Làm dân. Lột mở vua, khởi quan. Lột mở vua. Tự nhiên ba cha con mình thành dân hiền. Dân hiền. Lột máu vua là dân, là dân là dân đen. Lột máu vua là dân, làm dân mà vui hơn. Làm người dân tốt siêng năng, mồ hôi đổi lấy họ cơm cơm vàng. Ngồi bác không ăn bát vàng, không làm vua để cướp công lao dân nghèo. Lột máu vua là dân, là dân là dân đen. Lột máu vua là dân, làm dân mà vui hơn. Cởi ra bay, ngọc ra. Chết mẹ rồi bay ơi. Sao vậy bay? Nó dính cứng vô đầu tao. Trời rồi. Trời ơi con cũng vậy ba ơi. Ba ơi con cũng giống như anh hai vậy ba ơi. Đó bà thấy chưa, muốn làm dân tốt đâu có phải dễ đâu. Thấy con mạo dính trong người như vậy rồi đâu có ai coi mình là dân lành đâu ba. Bây giờ vậy đi, ba cho con mình cứ mang áo mão về chỗ giá xe trước kia đi. Rồi có cô Đầm đó hả? Dạ, có cô Hoa, có em Phở nữa. Về đó tự nhiên trở về lý tưởng. Nếu mà có người hỏi vua chúa sao đi giá xe, rồi ba trả lời sao? Thì anh ta nói bỏ nghề hát bụi trở lại nghề giá xe là im re. Giá xe là im re. Kìa, quán Phở kìa bay. Không có gì thay đổi hết bay ơi. Ý bà ơi, gì anh hai ơi, hình như có ai chiếm chỗ của mình rồi. Con Đầm con Qua ra quán với tao. Dạ. Em Phở của tao đến rồi bay ơi. À, quỷ quỷ em mình trong tiểu Phở bay ơi. Dạ, Qua ơi. Qua ma quỷ, ma quỷ em ở ngày trời trời. Bay ơi, thấy cha con mình ăn mặc dị kỳ vậy nên họ coi mình như là ma quỷ vậy đó. Phải rồi. Thank you.
cha con chúng ta là ma quỷ. Vì là ma quỷ nên ước những chuyện xa vời mơ mộng. Thực tế đẹp cây băng mà lại quơ quơ với bóng hình. Đời sống chất phát quanh giá xe mà lại chối bỏ quay mình. Ước làm vua làm chúa bây giờ phải khổ. Vì say mê ảo vọng đầu gành bọt nước quên đi đời sống giản đơn thanh thoảng an nhàn. Khỏi phải buộc ràng vì phù hoa ảo anh mơ màng. Không khí quanh đây chưa chất biết bao cảm tình sâu đậm. Cột đèn nền cỏ cũng dễ mến thương. Cuộc đời sung sướng trong tay mà mình không biết xa tới đi tìm. Thả mùi bắt bóng khờ đi, bây giờ phải khổ thân mình ai thương. Ba ơi, bây giờ ba phải ước làm dân mới được ba, khỏi phiền hà đến ai nữa hết á. Thôi đi, làm trời mà vẫn bị réo lên réo xuống mắng vốn hoài. Đừng có nói chi là làm dân, cho mỗi lần khổ là réo. Trời ơi, sao tôi khổ như thế này nè. Trời ơi, sao mà nóng quá chết hết nốt của tôi rồi nè trời. Thì không ấy thì mưa hoài. Mưa hoài hả, xin lỗi à, mưa hoài cãi luôn nó réo. Trời ơi, mưa hoài. Nghĩ hát hoài, đời mi không có mà bầu dưỡng cũng không luôn. Trời ơi. Mày có bộ rành quá ha. Rành chứ. Trời ơi, làm trời cũng không yên thân được. À, hai con ơi, bây giờ chỉ có làm vật vô tri vô giác mới yên thân thôi bây à. Làm người coi bộ khó quá, làm vật vô tri chắc chắn 100% yên ổn. Đúng rồi. Bây giờ nghe, cái ống bơm với giá lốp xe là vật vô tri đó. Tao ước thành ống bơm, con ước thành miếng thiết đục lỗ làm dây nháp. Con ước thành cái hộp keo. Vậy là cả ba đều chung một ước vọng, tự nhiên sách ước linh rồi. Lần ước này là lần thứ ba rồi nghe chưa. Để tay lên sách, chuẩn bị ăn rệp. Tao về tiệm giá xe không thèm nhậu với tụi bay nữa. Nhậu gì đâu mà mới vô có 2 lít là quậy tùm lum rồi. Cái gì đây? Cái ông bồn. Sao mày mau lớn quá vậy ông bồn? Mà còn nằm bay nằm bạ không đúng nơi đúng chỗ. Mày ơi, ông nắm tao trong tay rồi mày ơi. Tao dặn mày vô cột đèn cho mày hết nằm bậy nằm bạ. Nằm bậy nè. Nằm bậy nè. Trời ơi, bể đầu tao máu tuôn lai láng rồi mày ơi. Còn cái gì nằm vô trật tự nữa đây? Thì ra miếng thiết đục lỗ để giả bộ giấy nhám. Tao ghét đồ giả bộ, đồ dỗm lắm nghe chưa. Dỗm nè. Chơi con ba ơi. Dỗm nè. Ơi, ông dẫm lên mình con ba ơi. Dỗm nè. Ôi, anh Phát ơi, ông dòm em lom lom kìa anh Phát ơi. Còn hộp keo. Hồi tao đi nhậu mày có bằng cùm tay. Bây giờ mày ăn cái giống gì mà mày mập mập to lớn dữ vậy mà. Tao lấy cái búa này tâm nện vô miệng mày. Nện vô miệng mày. Ôi trời, sương 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 mỏ em rồi anh Phát ơi. Tao biết mày là quân tham ăn, tao tát cho cái miệng mày sưng phù lên cho mày hết ăn. Há mắng mẹ, há mắng mẹ. Ôi đau đau quá trời ơi, đau. Đam má đam. Nhỏ này đi đâu mất rồi, phải kiếm con nhỏ này mới được. Ông đi rồi, đứng dậy hết quay bay. Tới bời qua lá, làm vật vô tri cũng không có yên thân. Ông giá xe mà ông có quyền hành hạ vật vô tri. Bà ơi, gì? Vậy ba cha con mình ước thành người giá xe đi ba. Chịu đi. Bây giờ nha, tập trung tư tưởng, để tay lên sách.
ơi, trở lại thành người giá xe rồi ba ơi. Ủa, đã 4 lần ướt rồi ba ơi. Vậy á, vậy thì cuốn sách ướt này tao cho em hở của tao nhúng bếp, làm lại nghề cũ cơ bộ thích hơn đó ba. Đúng, nhưng mà phải mần ăn kiểu mới. Kiểu mới là phải thật thà, không rải đinh giữa đường cho xe của người qua lại cán ngang, cũng không một lỗ chích ra thành người, không đặt đổ khách lỡ đường đem sữa, không còn nghèo thì sữa giá dùm cho công nhân viên chức, lỡ kẹt cũng giúp cho luôn. Chúng ta thường quyết làm ăn theo kiểu này. Anh Bảy Phở thì không có bỏ tôi đi làm bếp à. Bà Phở ơi, ba mình tao mấy tuổi vậy bây? Bà mới 2 tuổi à. Nhỏ quá. Anh Phở, anh đừng giận em nữa nghe anh. Ba ơi, cô đầm ôm con của ba. Ba ơi, con mấy tuổi vậy ba ơi? Mày mới thôi nôi. Anh Tài, em ăn năn rồi, anh tha thứ cho em nghe. À, cô qua ôm em của tôi. Ôi trời ơi, tôi mấy tuổi rồi hả? Ba, nó mấy tuổi ba? Đầy tháng. Hạnh phúc kê bên đây mà đi tìm trong bọt nước. Vậy thì sao đứa tụi mình? Kết duyên thâm để cùng nhau vui sống, bởi ngày xưa biết bao chuyện hiểu lầm, biết phải đối chuyện vui thành ra vui.